Đây là điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đợt huy động tiết kiệm vì người nghèo nhân tháng gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Đây cũng là một trong 4 điểm giao dịch xã cuối cùng trong tỉnh tổ chức sự kiện quan trọng và ý nghĩa này. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại xã Trạm Hành đến dự lễ phát động và tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo trên 1 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào chung của toàn dân thì ủy ban xã cũng như các ban ngành đoàn thể vận động thì tôi cũng chung tay góp sức một chút vậy để giúp cho bà con người nghèo phát triển kinh tế. Được tuyên truyền là tháng gửi tiết kiệm vì người nghèo, tôi thì có chút tiền thì đến thì gửi vào chung tay cùng với ngân hàng với địa phương thì tôi có gửi chút tiền ở đây để hỗ trợ chẳng hạn những người họ có hoàn cảnh khó khăn hơn thì họ sẽ có tiền để họ vay vốn, và tôi thấy cái việc làm này thì cần phải được thường xuyên để cho bà con, nói chung là những người họ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì họ có tiền để họ vay, họ trang trải cho cuộc sống. Từ các nguồn vốn huy động cùng với các nguồn vốn khác, những năm qua Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp trong tỉnh cũng đã kịp thời giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng vay tất cả các chương trình tín dụng ưu đãi, giúp họ có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Gia đình ông Nguyễn Đình Thành Công ở thôn Phát Chi gắn bó với Ngân hàng Chính sách Xã hội từ 15 năm nay, vay vốn từ các chương trình tín dụng học sinh sinh viên để nuôi 6 người con ăn học, nay đã ra trường và đã trả hết nợ cho Ngân hàng Chính sách. Ngoài ra, ông còn vay 20 triệu đồng từ chương trình tín dụng nước sạch vệ sinh môi trường để đầu tư làm công trình nước sạch, phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cây trồng. Gần đây nhất năm 2023, ông vay 100 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đầu tư trồng và chăm sóc cà phê, nâng cao thu nhập. Mà tôi vay như vậy là bên ngân hàng chính sách như vậy là cũng khoảng hơn 15 năm rồi. Đầu tiên là cũng để mà hỗ trợ lo cho mấy đứa nhỏ đi học. Riêng gia đình tôi là 6 đứa đi học đại học. Nó liên tục trong mấy năm luôn mà không nhờ mà bên ngân hàng chính sách hỗ trợ thì cho vay hỗ trợ sinh viên ấy, thì nó thiệt sự ra là chắc cũng không có điều kiện để cho con đi học ở đại học đâu. Đó, thì hôm nay thì phải nói một cái như vậy là qua những cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách cho vay như hỗ trợ nước sạch, hỗ trợ công ăn việc làm hiện tại tôi vay đó thì tôi thấy rất là hiệu quả. Còn đối với gia đình chị Nguyễn Thị Minh Hiếu ở thôn Trạm Hành 1, cách đây hơn 3 năm, chị được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết cho vay 20 triệu đồng từ chương trình tín dụng nước sạch vệ sinh môi trường để đầu tư làm công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt gia đình. Năm 2021, chị tiếp tục được Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Đồng giải quyết cho vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đầu tư trồng hoa trong nhà kính, đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng một năm sau khi trừ chi phí. Từ ngày mà tiếp cận được cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng thông qua cái hội phụ nữ nhận ủy thác thì em cũng tiếp cận được cái nguồn vốn là giải quyết việc làm sinh viên học sinh với lại bên nước sạch vệ sinh môi trường. Từ ngày em tiếp cận được cái nguồn vốn này thì cũng đã 5 năm rồi, và với cái số vốn em vay là hơn 100 triệu. Và từ cái nguồn vốn này thì em mua cây giống, phân bón để cải tạo nhà kính của em, và vay được cái nguồn vốn mà máy tính học sinh sinh viên thì cũng giúp cho con em là học tập tốt hơn. Từ đó thì em thấy cái kinh tế gia đình em làm ăn hiệu quả hơn, có đồng vốn để nuôi con cái học hành. Hiện tại thì Hội Phụ Nữ xã Trạm Hành đang nhận ủy thác cho vay Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ là trên 16 tỷ. Với hơn 200 lượt khách hàng cho vay ạ. Với các chương trình cho vay như là học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường và đặc biệt là giải quyết việc làm ạ. Tôi cảm thấy là các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đến với bà con nông dân và đến với người thụ hưởng thì khi người thụ hưởng sử dụng đúng cái mục đích của cái chương trình vay đó thì đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Dạ. Ví dụ như là tạo sự phát triển kinh tế cho địa phương nè, giúp cho một số hộ gia đình khó khăn có thể là giảm nghèo hoặc thoát nghèo. Cho nên hiện nay là xã Trạm Hành không còn một hộ nghèo nào nữa. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng có tổng nguồn vốn hơn 6.000 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn bổ sung từ Trung ương 4.385 tỷ đồng, vốn ủy thác của địa phương 622 tỷ đồng,
tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn 388 tỷ đồng và vốn huy động tiết kiệm từ dân cư 607 tỷ đồng. Chỉ riêng trong tháng gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024, đơn vị đã huy động được nguồn vốn hơn 195 tỷ đồng với hơn 4.500 lượt đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia gửi tiết kiệm. Từ các nguồn vốn huy động được, Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp trong tỉnh đã giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng vay để đầu tư phát triển kinh tế với dư nợ trên 5.800 tỷ đồng và gần 100.000 khách hàng dư nợ. Hiện cái chương trình gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo thì cũng cái chương trình từ khi mà triển khai đến hôm nay thì đã tạo được sức lan tỏa lớn ở trong nhân dân. Đánh giá là cái việc hưởng ứng năm nay là nó rất là lan tỏa rất là rộng rãi đến nhân dân ở trong toàn tỉnh. Ngoài cái nguồn vốn huy động từ tiền gửi của trong dân, rồi nguồn vốn từ ngân sách địa phương và nguồn vốn của trung ương, thì năm nay Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng định hướng là sẽ giải ngân kịp thời ngay từ những cái tháng đầu năm để cho người dân có một cái nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh kịp thời vụ để phát triển kinh tế gia đình và phát triển được cái kinh tế của địa phương. Với cái thông điệp là một hành động nhỏ mà có ý nghĩa lớn thì tôi cũng mong muốn rằng sau cái tháng gửi tiền tiết kiệm chúng ta với người nghèo đây thì tất cả người dân lại tiếp tục tham gia hưởng ứng và tiếp tục gửi tiền vào Ngân hàng Chính sách Xã hội để mà cùng góp sức để mà chúng ta góp đóng tạo lập một cái nguồn vốn để mà tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng yếu thế được vay vốn. Thì cũng mong là người dân là khi vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, sử dụng vốn hiệu quả và giúp cho gia đình của mình là thoát được những cái cảnh nghèo, những cảnh khó trong cuộc sống. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng và các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục tổ chức huy động vốn để bổ sung vào nguồn vốn tín dụng chính sách, kịp thời giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng vay đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.